Như chúng tôi đã thông tin trong chương trình thời sự trước, thì sau khi dịch bệnh được kiểm soát, hiện nay các ban quản lý dự án, nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, máy móc thiết bị để có thể thi công các dự án trọng điểm, động lực, bù lại thời gian đã nghỉ vì dịch bệnh. Tuy nhiên, thì trên thực tế, hiện tại các dự án vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là công trường thi công tuyến đường DH2 từ xã Hòa Nhơn đi xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Khởi công từ tháng 10 năm 2018 và phải hoàn thành tháng 6 năm 2020, nhưng đến nay dự án mới đạt hơn 19% khối lượng. Nguyên nhân chính là bởi vướng mặt bằng, khi mới chỉ có 3,2 trong tổng số chiều dài 10 km của dự án được bàn giao. Máy móc thiết bị thì hiện tại công ty đã tập trung đủ để thi công các cái tuyến trên đường trên công trường mình. Nhưng thật ra do là dịch bệnh thế nên là cái mặt bằng thi công rất là khó, không thể mà giải phóng được. Họ kiểm định nhưng mà luôn chỉ sang chứ không phải là mình không đồng ý. Chứ có gì đồng ý, không nhắc hết chứ, chủ trương nhà nước mà. Có đường lớn, đường rộng ở đây thì cũng thoải mái, với lợi hơn nữa cũng có cái lợi chứ. Còn đây là thực tế tại một dự án giao thông trọng điểm khác. Cũng vì vướng mặt bằng nên từ đầu năm đến nay, dự án tuyến đường ven sông Tuyên Sơn Túy Loan cũng chỉ thi công cầm chừng. Tình hình mặt bằng thì còn vướng cũng là có thể nói là cũng khá lớn, là vì toàn bộ cái phần đất nông nghiệp thì đã được bàn giao chúng tôi thực hiện rồi, nhưng mà giờ thì còn cả cái đất của các nhà dân toàn bộ đến tuyến thì cũng vướng cũng còn rất là nhiều. Còn chúng tôi mới nhận được mặt bằng thì khoảng là 3,5 cây trên 5 cây. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, hiện nay nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố đã bắt đầu triển khai lại. Ngoài vướng mặt bằng thì nhiều dự án cũng gặp khó khăn trong việc huy động nhân lực. Bởi trong điều kiện thành phố thực hiện giãn cách thì lao động từ các tỉnh khác vẫn chưa đến Đà Nẵng. Với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ hai này, kinh tế xã hội thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có việc giải ngân đầu tư công. Tại hội nghị về đầu tư công mới đây do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Đà Nẵng cũng đã kiến nghị Trung ương một số vấn đề, nhất là kéo dài thời gian thực hiện với nguồn vốn Trung ương. Là do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thành phố Đà Nẵng thực hiện kế hoạch vốn ngân sách trung ương các năm trước kéo dài sang năm 2020, được phép kéo dài thực hiện đến hết năm 2020 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2021 theo quy định. Dịch bệnh COVID-19 đang tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội thành phố và hiện đầu tư xã hội đã đứng nên trông chờ vào đầu tư công. Để bù đắp phần nào sự giảm sút nghiêm trọng của tăng trưởng kinh tế, những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhất là việc giải phóng mặt bằng, cần sớm được tháo gỡ để các dự án có thể đẩy nhanh tiến độ, bởi hiện đã sắp bước vào mùa mưa.